Xin giới thiệu với các bạn, đây là bàn cờ gỗ vụ kích thước 50x55. Trên mặt bàn là một bộ quân cờ tướng bằng sừng trâu, có kích thước là 4,3 cm, chiều rộng là độ dày là 1,5 cm. Quân cờ tướng được tiện bằng tay thủ công, chạm khắc thủ công bằng tay rất tinh xảo. Để có được bộ cờ tướng sừng trâu, bàn cờ gỗ vụ dành tặng người thân đi xa rất có ý nghĩa. Mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web bancờ.vn hoặc liên hệ theo số điện thoại 0904 715 112. Địa chỉ của cơ sở bán bàn cờ tướng gỗ vụ, nhà số 6, ngách 1/109, ngõ 1, phố Bùi Sơn Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Xin giới thiệu với các bạn, đây là bàn cờ gỗ vụ nguyên tấm.